Một loài hoa leo giàn đẹp dễ trồng mà anh chị có thể tham khảo trồng trong khuôn viên gia đình mình, đó chính là những cây hoa thân leo tử đăng, là một loài hoa rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Với cái nét đẹp rất là lãng mạn và quyến rũ thì những cây hoa tử đăng này hiện nay cũng đã được trồng rộng rãi tại rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam ấy nhé. Nó có rất nhiều ưu điểm, là một cây dòng cây thân leo, những cây lâu năm xếp hoa gỗ. Cây hoa tử đăng thì có tuổi thọ rất là cao, lên tới hàng chục thậm chí là hàng trăm năm tuổi. Cây càng lâu năm thì nó cho hoa càng sai. Thứ hai là sức sống của cây hoa tử đăng nó rất là mãnh liệt, nó có thể thích nghi với rất nhiều cái điều kiện đất đai khác nhau, chịu nắng tốt, cây dễ trồng, ít sâu bệnh. Mình có thể lựa chọn trồng chậu trên ban công, sân thượng, cho leo vòm cổng, hàng rào, cây đều sinh trưởng phát triển rất là tốt đấy chị nhé. Đây là những cây hoa thân leo tử đăng tại nhà vườn Ngọc Lâm anh chị nhé. Anh chị có thể thấy là cái bộ rễ của nó đã sinh trưởng phát triển rất là khỏe mạnh, mầm lá rất là già rồi. Đây đều là những cây chiết từ những cái bố mẹ đã cho rất nhiều nước hoa rồi. Về anh chị trồng chỉ khoảng tầm một vài tháng là cây nó sẽ hình thành hoa chị nhé. Một vài năm sau là mình sẽ có những cái dàn hoa rất là đẹp khoe sắc cho khuôn viên gia đình mình. Hiện nay nhà vườn Ngọc Lâm có hai kích thước của cái dòng hoa thân leo tử đằng này. Loại đầu tiên thì nó dài khoảng tầm 2 mét, 2 mét rưỡi. Còn loại thứ hai nó dài khoảng tầm 3 mét, 3 mét rưỡi. Anh chị có thể lựa chọn trồng sao cho nó phù hợp với khuôn viên gia đình chúng ta. Những cây mà bộ rễ của nó khỏe mạnh như thế này và cái mầm lá của nó dài như thế này thì mình trồng rất là đảm bảo anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu sưu tầm cái giống cây này về trồng thì hãy liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên em để giao cây tận nơi trên toàn quốc. Trong quá trình trồng và chăm sóc, nhà vườn Ngọc Lâm sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị để sao cho những cây hoa tử đằng này sinh trưởng, phát triển và ra hoa một cách sai nhất anh chị nhé. Nhân tiện đây, em sẽ giới thiệu thêm với anh chị 8 loài hoa đẹp khác mà anh chị có thể tham khảo để trồng trang trí cho khuôn viên gia đình mình nhé. Đầu tiên thì đó chính là cây hoa trà mi. Từ ngàn đời nay thì vẻ đẹp của cây hoa trà mi đã được người dân Việt Nam ta đánh giá rất là cao. Mỗi khi thấy hoa trà mi nở là báo hiệu một năm cũ sắp qua đi, một năm mới sắp tới gần anh chị nhé. Hoa trà mi thì nó cũng có rất nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau. Cây hoa trà mi mà em đang giới thiệu với anh chị đây, đó chính là cái dòng hoa trà mi tứ quý canh kép. Loại này thì ra hoa quanh năm, các lứa hoa, lứa lụng lại sẽ gối tiếp nhau. Bông hoa thì có màu đỏ thắm, những cánh hoa đan xen lại với nhau rất là đẹp như thế này. Đường kính hoa dao động khoảng tầm 7 đến 8 phân, bông hoa thì rất là to, hoa lở bền đẹp từ lúc mới lở đến lúc tàn cũng khoảng tầm 2 tới 3 tuần đấy chị nhé. Thời gian chơi rất là lâu. Ngoài cây hoa trà mi tứ quý ra thì hiện tại nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều chủng loại hoa trà mi khác, ví dụ như là dòng hoa trà mi ngũ sắc. Bông hoa có hình dạng búp sen, những cánh hoa có màu đỏ, màu trắng, màu hồng đan xen lại với nhau tạo lên một cái màu sắc rất đẹp anh chị nhé. Còn đây chính là cái dòng hoa trà mi đỏ cung đình. Cái dòng hoa trà đỏ cung đình này thì nó có form hoa tương tự với cái dòng hoa trà mi ngũ sắc, nó cũng có cái hình dạng búp sen như này, những cánh hoa màu đỏ thắm đan xen với nhau tạo lên một cái màu sắc rất đẹp cho dịp đầu xuân năm mới. Còn đây chính là bông hoa của cây hoa trà mi hồng thơm, những cánh hoa quan quan hình lợn sóng đan xen với nhau, ở giữa là nhị vàng. Đây cũng chính là cái giống hoa trà mi duy nhất hiện nay vừa đẹp lại vừa thơm anh chị nhé. Còn cuối cùng đây chính là bông hoa của những cây trà bạch anh chị nhé. Hoa thì có màu trắng thuần khiết và tinh khôi như này, một dòng trà mà cũng được nhiều người ưa thích lựa chọn trồng. Loài hoa thứ hai mà em muốn giới thiệu đến với anh chị đó chính là cây hoa mộc lan, một loài hoa mang cái đẹp rất quyến rũ đầy kiêu sa. Đây là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm, những cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 8 tới 10 mét đấy chị nhé. Tuy nhiên thì mình hoàn toàn có thể trồng chậu được loài cây này và giới hạn chiều cao sao cho nó phù hợp với khuôn viên gia đình mình. Bông hoa thì có hình dạng búp sen màu tím hồng như thế này. Hoa lở cũng rất là bền và khi lở thoát ra hương thơm cũng rất là quyến rũ. Hoa mộc lan thì thường lở bắt đầu vào khoảng tầm giữa tháng 12 âm lịch, kéo dài có dịp Tết Nguyên đán đến khoảng tầm tháng 1, tháng 2 năm sau chứ. Khi hoa lở đồng loạt thì anh chị sẽ có những cây hoa mộc lan khoe sắc rất là rực rỡ như thế này. Loài hoa thứ ba mà em muốn giới thiệu đến với anh chị đó chính là cây phong lan đỏ Nhật Bản. Lá có màu đỏ tươi, tượng trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều cái phú quý, tài lộc trong dịp đầu xuân năm mới ấy nhé. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm thì những cây phong lan đỏ Nhật Bản trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 5 tới 6 mét. Hiện nay thì nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều kích thước chủng loại cây phong lan đỏ này, từ những cây mini bonsai cao khoảng tầm 35 40 phân mình có thể lựa chọn để bàn, hay những cây trưởng thành hơn nó cao khoảng tầm 2 mét 3 mét, hay những cây lớn lâu năm như thế này nó cao khoảng tầm 5 6 mét đấy chị nhé, đều có số lượng rất nhiều. Anh chị có thể tham khảo thêm cái giống phong lan đỏ này để trang trí khuôn viên sân vườn trong dịp Tết, mang lại rất nhiều ý nghĩa chị nhé. Loài hoa tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến với anh chị đó chính là cây hoa tuyết sơn phi hồng, hay còn gọi với tên gọi khác là cây hoa tuyết sơn phi hồ. Giống cây này thì có nguồn gốc xuất xứ từ miền Nam nước Mỹ và cũng đã được du nhập về Việt Nam khá lâu rồi. Hiện nay thì nó cũng đã trồng thành công tại ba miền Việt Nam rồi. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm có tuổi thọ cao. Loài hoa này có rất nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là cây có khả năng chịu nắng nóng tốt, ít sâu bệnh, thích nghi với rất nhiều cái điều kiện đất đai, khí hậu khác nhau.
Hoa thì có màu tím hồng kết hợp với màu xanh của lá tạo lên một cái vẻ đẹp rất quyến rũ. Với rất nhiều ưu điểm kể trên thì cây hoa tuyết sơn phi hồ này cũng được rất nhiều gia đình anh chị lựa chọn trồng để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn, trang trí các quán cà phê, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng. Một loài hoa rất là đẹp anh chị nhé. Mình không có đất trồng thì hoàn toàn có thể lựa chọn trồng chậu được anh chị nhé. Hoa nở rất là sai. Khi trồng chậu thì mình lưu ý là lựa chọn cái chậu đường kính nó khoảng tầm 70-80 phân, nó đã cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây sinh trưởng phát triển rồi. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm thì những cây tuyết sơn phi hồ này có thể đạt đến chiều cao khoảng tầm 2 mét rưỡi 3 mét tùy theo cái chế độ chăm sóc và cắt tỉa của anh chị. Còn đây chính là cây hoa nhà Nhật. Nếu anh chị đang cần tìm một loài hoa đẹp, chịu nắng chịu hạn tốt, hoa nở quanh năm, dễ trồng dễ chăm sóc, ít sâu bệnh thì anh chị không thể bỏ qua cái giống hoa này. Ngoài ra khi hoa nở nó còn rất là thơm. Đặc điểm của giống hoa nhà Nhật thì nó là một cây dòng cây thân gỗ lâu năm có tuổi thọ cao. Những cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao nó khoảng tầm 3 mét đến 3 mét rưỡi chị nhé. Thì tùy theo khuôn viên gia đình chúng ta, mình có thể cắt tỉa cành, tạo tán sao cho nó phù hợp anh chị nhé. Cây hoa nhà Nhật này nó có một điểm rất đặc biệt là khi hoa nở trên cây lúc nào cũng có hai màu sắc, đó là màu trắng và màu tím. Lúc mới nở thì hoa có màu tím và khi hoa gần tàn thì nó chuyển sang màu trắng. Hai cái màu sắc này nó đan xen lại với nhau tạo lên một nét đẹp rất là riêng của loài hoa này. Nếu không có đất trồng, mình hoàn toàn có thể lựa chọn trồng chậu trên ban công sân thượng, cây vẫn sinh trưởng phát triển tốt và cho hoa rất là sai. Nên là anh chị cứ yên tâm trồng và chăm sóc nhé. Còn đây chính là những cây hoa phong linh, là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm có tuổi thọ cao. Những cây phong linh trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 6 tới 8 mét. Mùa hoa nở rộ bắt đầu khoảng tầm từ tháng 3 tới tháng 4, tháng 5 hàng năm. Hoa thì mọc thành chùm có màu vàng chanh, mỗi cái chùm hoa thì kết hợp từ rất nhiều bông hoa đan xen lại với nhau. Khi hoa nở đồng loạt nó tạo lên một cảnh quan vô cùng đẹp mắt. Vì vậy loài cây này cũng được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn. Cũng rất nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng họ lựa chọn trồng loài cây này để trang trí anh chị nhé. Cây phong linh nó có rất nhiều ưu điểm, cây có sức sống tốt, tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh, ít sâu bệnh, chịu nắng chịu hạn tốt và hiện nay cũng đã trồng thành công tại 30 Việt Nam rồi. Ngoài cái vẻ đẹp ra thì màu vàng tươi của hoa nó còn mang rất nhiều cái ý nghĩa về mặt phong thủy, nó tượng trưng như sự may mắn đem lại nhiều cái hạnh phúc giàu sang cho gia chủ. Vì vậy thì loài cây này cũng được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng trước nhà anh chị nhé. Loài hoa tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến với anh chị thì đó chính là cây hoa mai xanh. Giống hoa này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, là một loài hoa leo giàn rất là đẹp. Loài hoa này cũng đã trồng thành công tại 30 Việt Nam rồi. Cây có khả năng chịu nắng nóng rất là tốt và hoa nở gần như là quanh năm. Chiều dài mỗi chùm hoa dao động khoảng tầm 35 tới 40 cm và kết hợp từ rất nhiều bông hoa nhỏ lại với nhau. Khi hoa nở thì nó sẽ có 5 cánh trên và 5 cánh dưới. Là một cái dòng cây thân leo, những cây lâu năm thì sẽ hoa gỗ. Cây hoa mai xanh này cũng có tuổi thọ rất là cao. Khi hoa nở đồng loạt nó tạo lên một cái nét đẹp rất là quyến rũ. Vì vậy thì anh chị có thể lựa chọn trồng cho cây leo hàng rào, vòng cổng hoặc là mình có thể cho cây leo trên ban công. Hoặc là mình có thể hàn những cái khung vòm như này để cho cây nó leo lên. Cây rất là dễ trồng, ít sâu bệnh, chịu nắng, chịu hạn tốt. Mình không có đất trồng hoàn toàn có thể trồng trong chậu được các chị nhé. Như chị có thể thấy đây, những cây trưởng thành bên em đây cũng chỉ cần trồng trong cái chậu đường kính khoảng tầm 40-50 phân thôi. Nó đã cung cấp đầy đủ dưỡng chất để cho cây nó sinh trưởng, phát triển và ra hoa sai ngày rồi. Loài hoa tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn thì đó chính là cây hoa hồng phúc. Cái giống hoa này thì cũng đã được du nhập về Việt Nam được khoảng từ 2 đến 3 năm gần đây. Thì cây nó sinh trưởng và phát triển rất tốt trong cái điều kiện khí hậu của Việt Nam. Hoa hồng phúc thì nó sẽ mọc thành chùm và nó sẽ là quanh năm vậy đấy. Bây giờ thì nó sẽ có màu đỏ tươi rất đẹp mắt như này. Màu đỏ tươi kết hợp với cái màu xanh tím của lá tạo lên một cái vẻ đẹp rất là quyến rũ. Hồng phúc được xem là cây phong thủy tượng trưng cho sức mạnh và quyền uy. Đồng thời thì màu đỏ tươi của hoa kết hợp với cái màu xanh tím của lá còn được xem là cát tường, đem lại may mắn, thành công và tài lộc cho người trồng. Những cây hoa hồng phụng hiện tại ở vườn nhà mình thì cái đường kính gốc của nó dao động khoảng từ 2 phân đến 2 phân rưỡi. Và tất cả những cây này thì đều được trồng trong những cái bầu vải, bầu rễ nó phát triển rất ổn định, khỏe mạnh rồi. Đấy, để tiện cho quá trình vận chuyển cây toàn quốc. Khi các bạn nhận được cây thì nó sẽ tiếp tục sinh trưởng và phát triển tốt bạn nhé. Hồng phụng nó là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm. Những cây có độ tuổi khoảng từ 50 đến 100 tuổi thì nó có cái giá thành rất là cao, lên tới vài trăm triệu đồng một cây luôn nhé.